giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Ngọc Lan bất ngờ thừa nhận gây sốc khi từng níu kéo hôn nhân với chồng cũ Thanh Bình. Kết thúc cuộc hôn nhân với Thanh Bình, Ngọc Lan là mẹ đơn thân nuôi bé Louis. Dù không có người đàn ông bên cạnh san sẻ, nữ diễn viên cho thấy hình ảnh lạc quan yêu đời. Ngọc Lan tham gia nhiều dự án phim ảnh kể từ sau khi chia tay chồng cũ, du lịch nhiều hơn mỗi khi có thời gian để cùng khuế tử đầu lòng ghi lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mới đây cô có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân gãy gánh. Dù chia tay đã được một thời gian, người trong cuộc cũng dần nguôi ngoai, nhưng những tin đồn xoay quanh hôn nhân rạn nứt của hai người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí Ngọc Lan còn bất ngờ khi xuất hiện tin trên trời rơi xuống rằng Thanh Bình thuộc giới tính thứ ba. Nữ diễn viên dù biết vẫn cố gắng níu kéo nhưng không được. Đứng trước thông tin theo dệt không đúng sự thật này, Ngọc Lan tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nữ diễn viên lượt trời cho rằng bất kỳ cuộc hôn nhân nào tan vỡ cũng đều không ai mong muốn. Gia đình của Ngọc Lan từng như thế, cô và chồng cũ đều không hề nghĩ sẽ đường ai nấy đi. Nhưng khi mâu thuẫn nảy sinh, sự bất đồng quan điểm đã đẩy hôn nhân đến bờ vực. Nếu kéo bất thành vì cả hai đã không còn chung tiếng nói, Ngọc Lan và Thanh Bình quyết định đi đến kết thúc, chứ hoàn toàn không phải vì người thứ ba hay Thanh Bình thuộc giới tính thứ ba. Dù không thể tiếp tục đồng hành, Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn có cách hành xử văn minh. Bé Louis ở với mẹ nhưng vẫn thường được bố sang đón đi chơi. Những lúc Ngọc Lan bận việc đóng phim, Thanh Bình lại giúp vợ cũ một tay. Cả hai cũng không nhiếc móc người cũ mà vẫn luôn dành những lời trân trọng khi nhắc đến đối phương. Điều đặc biệt, Ngọc Lan từng bị fan soi ra vẫn treo ảnh Thanh Bình ở trong nhà. Không chỉ giữ lại ảnh chồng cũ, Ngọc Lan còn cho biết cô sẵn sàng cùng con trai xem phim của chồng cũ đóng để thỏa mãn niềm mong mỏi của bé Louis. Ngọc Lan từng giải thích việc cô treo ảnh của Thanh Bình trong nhà chính là một cách giáo dục con. Vì đó là ba của con trai nên không có lý do gì cô phải bức nó, những bức ảnh của gia đình. Ngọc Lan không ngại chia sẻ được nhiều người theo đuổi nhưng hiện tại, nữ diễn viên thích cuộc sống độc thân, tự do tự tại. Nhưng không như lúc trước, từ chối rồi không nhìn mặt nhau. Giờ đây với những mối quan hệ không thể tiến xa hơn, Ngọc Lan biết cách khéo léo để giữ lại tình bạn. Nữ diễn viên cho biết, trước đây khi còn trong cuộc hôn nhân với chồng cũ, mọi khi quyết định điều gì, dạy dỗ con cái như thế nào, cô đều phải hỏi qua ý kiến phối hợp nhịp nhàng với chồng. Nhưng khi đã không còn bất kỳ sự ràng buộc nào, Ngọc Lan thoải mái muốn đi đâu làm gì thì tùy. Ngay cả trong việc giáo dục bé Louis, nữ diễn viên cũng được dạy con theo ý mình. Tất nhiên cô luôn tôn trọng ý kiến của chồng cũ, không hề toàn quyền hay độc đoán trong việc nuôi dạy con chung. Giờ đây nữ diễn viên có thể tự do làm theo ý thích, ngay cả việc đăng status với đồng nghiệp khác cũng không còn phải lo lắng suy nghĩ nữa. Bản thân Ngọc Lan cũng như bao người phụ nữ bước qua đổ vỡ khác đều mang nặng tâm lý chim sợ cành cong. Cô lo lắng người đến sau sẽ không yêu thương con trai của cô. Đối với mẹ đơn thân như Ngọc Lan, điều kiện tiên quyết khi lựa chọn người đàn ông chắc chắn là phải yêu thương con trai cô thật sự. Hiện tại cuộc sống của Ngọc Lan cởi mở hơn nhiều, ngoài giờ làm nữ diễn viên còn có thời gian dành cho bạn bè và người thân. Trải qua đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Lan cho thấy bản thân mạnh mẽ hơn, luôn lạc quan trước những sóng gió của cuộc đời. Nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với công việc và liên tục gặt hái được thành công với các vai diễn ấn tượng. Hiện tại dù không có người đàn ông bên cạnh, Ngọc Lan vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống thoải mái, tự do tự tại này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.